Chào mọi người nè, hôm nay Mai giới thiệu cho mọi người một cái mẫu quần kaki nam bên shop nhà Mai nha. Giá của nó chỉ có 149k cho một chiếc thôi, và khi mà mọi người mua 3 chiếc thì sẽ được miễn phí giao hàng ha. Bên Mai có tất cả là 4 màu nha mọi người ơi. Màu bảo đậu nè, màu vàng bò nè, màu xám nhạt nè, và màu sẫm đậm nha mọi người ơi. Có tất cả là 4 màu. Và size thì bên Mai có size từ size 28 cho tới 38 nha mọi người ơi. Gồm là size 28, 29, 30, 31, 32, 33 cho tới 38 luôn. Đó, khi mà mọi người đặt hàng bên nhà Mai thì mọi người cố gắng cho Mai xin cái số đo vòng eo ha, để mà bên Mai lấy size chuẩn xác cho mọi người, để khi mà hàng đến mọi người rồi, mọi người mặc vừa vặn và đẹp luôn nha mọi người ơi. Một chiếc như thế này chỉ có 149k cho một chiếc nha mọi người ơi. Từng cái mối nối như thế này là được đính bọ ha. Đó, rất là chắc chắn luôn. Những mối nối này rất là chắc chắn nha mọi người ơi. Một chiếc chỉ có 149k, và bên Mai á thì Mai bao mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Bao mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người. Mai lấy cái màu sáng để cho mọi người dễ thấy nè. Đó, những cái khớp nối như thế này là được đính bọ hoàn toàn luôn, nên là mình mặc rất là chắc chắn. Và cái túi quần của nó đây mọi người ơi, cái túi quần của nó Mai duỗi thẳng tay nè, rất là sâu luôn. Túi quần của nó sâu ha, để khi mà mình để điện thoại rồi này kia vào á thì nó sẽ coi như là nó sẽ không có bị rơi vơ rớt nha mọi người ơi. Đó, phần túi bên sau nè được thêu luôn, rất là đẹp, thêu hoa văn rất là đẹp. Cái túi sau nó cũng rất là sâu luôn. Một chiếc chỉ có 149k và miễn ship khi mà mọi người mua 3 chiếc nha. Miễn ship khi mà mọi người mua 3 chiếc luôn. Đó, khóa kéo thì khóa kéo đồng rất là xịn sò nha mọi người ơi. Và có tất cả là size từ 28 cho tới 38 nha mọi người, 28 cho tới 38 luôn. Nè, những cái bọ này cũng được đánh bọ luôn ha. Những cái con đĩa này là được đánh bọ rất là cẩn thận. Và bên trong lớp lót bên trong của nó nè mọi người. Lớp lót bên trong của nó ha. Đó, được may một cái lớp lót rất là cẩn thận nha mọi người ơi. Một cái lớp lót túi bên trong là rất là cẩn thận luôn. Mọi người mua hàng bên Mai là mọi người được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán, hay là mọi người yên tâm. Đặt hàng thì mọi người để lại số điện thoại giùm Mai nha mọi người ơi. Đặt là hàng để lại số điện thoại bên dưới giúp Mai, để shop bên Mai sẽ gọi điện tư vấn lấy size cho mọi người nha. Shop bên Mai sẽ gọi điện tư vấn lấy size cho mọi người, nên là mọi người yên tâm. Một chiếc như thế này chỉ có 149.000 thôi. Vừa rẻ vừa đẹp cho mọi người luôn. Rẻ đẹp ha. Đó, mọi người kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán giúp Mai. Đặt hàng nhớ để lại số điện thoại nha. Bên Mai có màu bảo đậu nè, màu sẫm đậm nè, rồi màu vàng bò nè, và màu sẫm nhạt ha. Có tất cả là 4 màu, và đến tận 11 size cho mọi người lựa chọn luôn ha. Rồi mọi người đặt hàng nhớ để lại số điện thoại bên dưới giùm Mai nha mọi người ơi.